Thưa quý vị, cách mạng tháng 8 năm 1945 có một ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn. Lần đầu tiên trong lịch sử, từ thân phận nô lệ, nhân dân Việt Nam đồng lòng, đồng sức, đứng dậy khởi nghĩa, lật đổ ách áp bức của chế độ quân chủ, của chủ nghĩa thực dân, và thành lập nhà nước Việt Nam mới, nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thắng lợi to lớn ấy trong thế kỷ 20 luôn là bài học quý về sức mạnh của lòng dân, sức mạnh của tinh thần đoàn kết trong giờ phút quyết định vận mệnh của đất nước. Năm 1945, chiến tranh thế giới lần thứ hai vào hồi kết thúc, cục diện thế giới thay đổi, phát xít Đức, phát xít Nhật đầu hàng, Liên Xô và các nước đồng minh giành chiến thắng quyết định. Trong bối cảnh thế giới ấy, ở Việt Nam, Pháp chạy, Nhật hàng, các lực lượng quân sự nước ngoài lăm le vào giải giáp quân đội Nhật. Nhận định đây là thời cơ hiếm có và ngắn ngủi, nếu không hành động ngay, cách mạng sẽ lâm vào khó khăn. Trung ương Đảng quyết định phát động tổng khởi nghĩa toàn quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi. Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến, toàn thể đồng bào ta hãy đứng dậy, đem sức ta mà giải phóng cho ta. Dưới sự dẫn dắt bản lĩnh và trí tuệ của Đảng, 20 triệu người dân Việt Nam với khát khao làm chủ đã vùng dậy tiến hành tổng khởi nghĩa toàn quốc. Cuộc cách mạng lấy dân làm gốc, đoàn kết, tập hợp nhân dân, lấy sức ta, giải phóng cho ta đã tạo nên một cao trào cách mạng rộng khắp, mạnh mẽ chưa từng thấy. Năm 45 là vận nước trong tranh, nhưng vì chúng ta quy tụ được lòng dân, quy tụ được, phát huy được cái sức mạnh đoàn đoàn kết tập hợp, chúng ta tạo từ tay không, chúng ta tạo được cái sức mạnh tổng hợp chiến thắng kẻ thù. Thành công của cách mạng tháng 8 là kết quả của nhiều yếu tố, trong đó sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp chặt chẽ giữa ý Đảng với lòng dân là yếu tố quyết định. Ngay khi thành lập Mặt trận Việt Minh ngày 19 tháng 5 năm 1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt cái Mặt trận Dân tộc Thống nhất trong cái phạm vi từng dân tộc trên bán đảo Đông Dương, tức là biết cách để dương lên chính xác cái ngọn cờ đại nghĩa của dân tộc Việt Nam. Mặt trận Việt Minh, Đảng Cộng sản Đông Dương đặt đại đoàn kết toàn dân tộc, đặt cái lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết, lên trên lợi ích của giai cấp, của bộ phận, đúng như cái nghị quyết Trung ương lần thứ 8 của Đảng đã khẳng định. Bởi đại đoàn kết toàn dân tộc được đặt dưới sự lãnh đạo của một đảng cách mạng chân chính, từ năm 1941 đến 1945, hơn 4 năm xây dựng củng cố thành quả đơm hoa kết trái, chính là sự đồng lòng, đồng sức khởi nghĩa của nhân dân. Chỉ trong khoảng 2 tuần phát động, tổng khởi nghĩa đã thu được thắng lợi hoàn toàn trong cả nước. Bài học trước hết đó là phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong cái thời điểm hiện nay, chúng ta phải huy động sức mạnh được của mọi lực lượng, mọi thành phần xã hội. Như thế phải khơi dậy cái tinh thần dân tộc, lòng yêu nước trong cộng đồng. Sức mạnh của lòng dân và tinh thần đoàn kết đã làm nên thắng lợi chói lọi cách mạng tháng 8 và tiếp tục đưa Việt Nam vượt qua khó khăn, làm nên các kỳ tích mới trong công cuộc xây dựng đất nước. Trong trận chiến chống dịch COVID-19 ngày nay, với tinh thần chống dịch như chống giặc, Đảng và Chính phủ Việt Nam đã sớm kêu gọi nhân dân đoàn kết một lòng, tạo nên sức mạnh tập thể, cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh. Ngày 27 tháng 5 năm 2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Ngày 29 tháng 7 năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng chống đại dịch COVID-19. Ngày 14 tháng 8 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động phong trào thi đua đặc biệt, cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19. Phải khắc phục dịch và phải phát triển kinh tế, hai vấn đề sống còn đối với đất nước hiện nay. Thì Đảng chúng ta được xác định được điều đó như vậy. Và ý thức đó đã lan tỏa ra dần dần trong các tầng lớp nhân dân, chống dịch như là chống giặc. Đất nước còn có cảnh thì chúng ta huy động sức mạnh của toàn dân. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước, Chính phủ trên tuyến đầu, hàng chục nghìn cán bộ, nhân viên y tế, các chiến sĩ quân đội không quản khó khăn nguy hiểm đi vào những vùng tâm dịch để cứu chữa cho người dân. Hàng ngày, lực lượng công an cùng hệ thống chính trị tăng cường chốt chặn kiểm soát vùng dịch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh. Cùng với đó là hàng trăm nghìn cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp dù bị ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch bệnh nhưng vẫn sẵn sàng ủng hộ hàng nghìn tỷ đồng đóng góp vào quỹ vaccine phòng chống COVID-19.
đông đảo người Việt Nam ở nước ngoài cũng luôn hướng về Tổ quốc, sẵn sàng góp sức chung tay cùng quê hương đối phó với dịch bệnh. Truyền thống đoàn kết tương thân tương ái, mình vì mọi người và mọi người vì mình, thương người như thể thương thân đã được thắp sáng và lan tỏa trong cộng đồng. Tinh thần yêu nước của toàn dân tộc, cái đó là cái bài học rất lớn cho cái công tác đại đoàn kết, lá lành đùm lá rách, giang vòng tay lớn của chúng ta bây giờ. Chúng ta rất cần khơi dậy cái hào khí cũng như cái nhân ái của dân tộc Việt Nam trong các cái thời khắc lịch sử khác nhau, nhất là bây giờ. Hiện nay, dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, số ca nhiễm vẫn tăng cao. Hơn lúc nào hết, bài học đoàn kết sức mạnh toàn dân từ mùa thu tháng 8 năm 1945 lại là cơ sở để mỗi người dân đất Việt chung tay chống dịch. Đó cũng là ý thức công dân, là trách nhiệm xã hội, là kỷ luật tự giác, là đồng lòng vì cái chung và cũng vì mối an nguy của riêng mỗi người. Có như thế, sức mạnh dân tộc mới được nhân lên, đất nước mới sớm đẩy lùi được dịch bệnh.